Và Lý xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt Nam DVD. Kính thưa quý vị, đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi những phần phân tích và nhận định của bình luận gia Đại Dương qua chủ đề lấy lại Hoàng Sa bằng ý chí và pháp lý, cũng như biện pháp quân sự và kinh tế. Kính thưa quý vị, Trung Cộng đã cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa sau trận hải chiến giữa các chiến hạm của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và Hải quân Trung Cộng ngày 19 tháng Giêng năm 1974. Lấy lại Hoàng Sa sau 40 năm lọt vào tay kẻ thù phương Bắc trở thành mệnh lệnh của Tổ quốc Việt Nam. Làm sao lấy lại Hoàng Sa bằng ý chí và pháp lý? Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi phần phân tích và nhận định của bình luận gia Đại Dương. Xin kính chào bình luận gia Đại Dương. Chào cô Bằng Lý, kính chào quý vị. Vâng, thưa ông, thưa quý vị, bất cứ ai còn mang dòng máu Lạc Hồng cũng đều xót xa khi mạch đất của tổ tiên bị giặc Tàu cướp đoạt. Vâng, thưa ông, thì trong lòng mỗi người Việt ở khắp nơi nung nấu ý chí thu hồi như thế nào, thưa ông? Thưa quý vị, việc trách nhiệm thu hồi thì chúng ta thấy rõ ràng rằng thường thường á, thì người ta nói, cổ nhân ta đã nói là nhân lúc bên Tàu có loạn, có nghĩa là nước Tàu không bao giờ họ yên ổn, họ sẽ nổi loạn. Và khi có loạn rồi thì đó là các nước nhược tiểu láng giềng của Trung Cộng sẽ có dịp để mà thu hồi lại những cái phần đất mà đã bị người Tàu chiếm. Đó là cái đó là vấn đề lịch sử. Thí dụ như nhà Thanh tuy suy yếu, khi nhà Thanh suy yếu thì cũng không dám xâm lăng mà cũng sẽ mất lại những phần đất mà họ đã chiếm của Việt Nam. Ông Tưởng Giới Thạch chẳng hạn, chiếm cái nhóm đảo Tuyên Đức, tức là phía đông của Việt Nam. Vì nhà Hoàng Sa nó có hai nhóm, nhóm Tuyên Đức và nhóm Nguyệt Thiềm. Nhóm Tuyên Đức á, thì trước đây do Trung Cộng chiếm đóng, và phía Nguyệt Thiềm á, thì do Việt Nam Cộng Hòa chiếm đóng. Vì Tưởng Giới Thạch đã chiếm đóng từ năm 1946, nhưng mà rời vào năm 1949 khi mà đã chạy sang ở bên Đài Loan. Trong khi đó thì tới năm 1956 thì Mao Trạch Đông mới đưa quân chiếm lại cái nhóm Tuyên Đức. Và Việt Nam thì đã tuyên bố chủ quyền tại Hội nghị Hòa bình San Francisco. Đó là hội nghị đầu hàng của Nhật Bản và muốn đòi Nhật Bản là phải trao trả chủ quyền cho tất cả những quần đảo ở trên Thái Bình Dương mà họ đang chiếm giữ. Thì lập tức phía Việt Nam Cộng Hòa tuyên bố Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc chủ quyền Việt Nam. Trong đó không có bất cứ quốc gia nào lên tiếng phản đối, kể cả Trung Hoa Dân Quốc thời đó. Như vậy thì người Việt Nam chúng ta đang nợ tiền nhân khai phá và bảo vệ Hoàng Sa, cũng như những chiến sĩ thuộc nhiều triều đại khác nhau đi sinh xương máu để bảo vệ Hoàng Sa. Trung Cộng lớn, mạnh mà thiếu chính nghĩa. Việc Cộng sản Việt Nam sợ Trung Cộng giống như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống sợ vua Tàu. Nhưng người Việt Nam không hề sợ, nên mới giữ được non sông gấm vóc từ nhiều thế kỷ qua. Thưa cô. Vâng, thưa ông, Việt Nam đòi chủ quyền quần đảo Hoàng Sa vì chiếm hữu và cai quản từ thời vua Tự Đức từ năm 1848 đến năm 1883, thì trái lại Trung Cộng cho biết đã chiếm hữu tay xa từ thế kỷ thứ hai. Theo ông thì người Việt Nam cần được giáo dục về ý thức chủ quyền như thế nào? Thì tôi nghĩ rằng người Việt phải được trang bị đầy đủ và chính xác trên mọi phương diện địa lý, tài nguyên thiên nhiên, lịch sử chiếm hữu, sự cai quản liên tục và cụ thể của nhà nước Việt Nam xuyên suốt thời gian để tranh luận thắng thế với đòi hỏi chủ quyền mơ hồ của người Tàu, Cộng sản cũng như là phe quốc gia. Từ mẫu giáo cho tới cấp bô lão phải được trang bị ý thức chủ quyền Hoàng Sa theo từng trình độ. Mỗi người Việt Nam phải đóng được vai trò đại sứ về chủ quyền của Hoàng Sa, thưa cô. Vâng, thưa ông, khi nói tới chủ quyền thì Việt Nam và Trung Cộng đều đòi chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, tức Tây Sa theo cách gọi của người Tàu. Thì theo ông, Việt Nam có thể thắng khi lôi Trung Cộng ra trước tòa án trọng tài quốc tế về luật biển năm 1982 hay không? Theo tôi, vấn đề thắng nó rất là rõ ràng và các luật gia quốc tế người ta cũng thừa nhận điểm đó. Về Trung Quốc thì có những yếu điểm như sau. Họ đã chiếm hữu quần đảo Hoàng Sa
theo luật La Mã về chiếm hữu đảng vô chủ áp dụng từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ 19, thì điều đó cho thấy họ nói rằng bất cứ thời đó cứ nói bất cứ ai mà thấy cái đảo đó và tuyên bố đó là chủ quyền là coi như thuộc chủ quyền của mình. Nhưng cái đó nó rất mơ hồ, bởi vì nhiều người đi ngang rồi nói cái đảo của mình ghi lên bản đồ, xong cuối cùng họ không có đến đảo đó lần nào nữa, hoặc là không có một cái nhóm người hoặc là cái quân đội gì đóng ở đó cả. Do đó nó gây cái sự tranh cãi. Và vì thế cho nên năm 1885 thì cái định ước Bạc Lênh mới thay thế bốn điều kiện để được các tòa án trọng tài sử dụng. Thí dụ như nói về đảo, về cái chủ quyền của đảo, thì đảo đó phải vô chủ hay từ bỏ chủ quyền. Nhưng mà khi Trung Cộng chiếm thì đảo đó có chủ quyền và có người ở, có Việt Nam Cộng Hòa đang cai quản. Thứ hai là chủ thể chiếm hữu phải là một quốc gia. Thì Trung Cộng chưa có một cái chứng cớ nào chứng tỏ rằng họ chiếm hữu bằng cái cương vị quốc gia như Việt Nam. Việt Nam từ thế kỷ thứ 17 cho tới sau này là có cái chiếm hữu rõ ràng. Cái điều đó đã xác nhận bằng cái chính quyền của thời Gia Long và sau này liên tục là khi Pháp cai trị rồi tới Việt Nam Cộng Hòa. Như vậy thì đó là mới gọi là chiếm hữu theo về tính cách quốc gia. Về việc chiếm hữu phải công khai và hòa bình, nhưng mà Trung Quốc chiếm hữu đó không có trong tình trạng hòa bình, nghĩa là dùng vũ lực và phải hành xử chủ quyền liên tục, thì Trung Quốc, Trung Cộng cũng không có hành xử chủ quyền chủ lực, cho nên đó là cái điểm yếu. Nhưng mà để đưa Trung Cộng ra tòa án trọng tài quốc tế thì Việt Nam phải có các điều kiện. Thứ nhất là phải có ý thức chính trị, bởi vì cái ý thức chính trị này có muốn đưa hay không, Cộng sản Việt Nam hiện nay không dám đưa. Và nói về cái công hàm Phạm Văn Đồng cũng như là cái tuyên bố chung của Trương Tấn Sang và Tập Cận Bình vừa qua đây, thì chúng ta nhận được một điều là những cái đó không phải là muôn năm, bởi vì quan nhất thời dân vạn đại, nghĩa là khi chính quyền nó sụp đổ rồi thì cái hiệp ước đó cũng không còn giá trị. Tôi nói thí dụ hiệp ước giữa Trung Hoa và Việt Nam không còn giá trị khi Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống bỏ chạy sang Tàu. Một cái thứ hai nữa, cái hiệp ước Saint-Germain năm 1919 bác bỏ định ước Bạc Lênh năm 1885, nhưng mà quốc tế vẫn áp dụng cái định với cái định ước đó để mà xét xử các cái vụ tranh cãi tại tòa án quốc tế. Thưa cô. Vâng, thưa ông, Bắc Kinh từ chối tham gia phiên tòa trọng tài quốc tế về luật biển năm 1982, thì phán quyết của tòa có ảnh hưởng như thế nào thưa ông? Muốn như vậy thì bây giờ hiện nay chúng ta thấy là Phi Luật Tăng đang kiện Trung Cộng với hai lý do: áp dụng sai luật biển năm 1982 về đường chín vạch và cưỡng chiếm bãi ngầm Banata theo cách gọi của người Phi, và đó là Scarborough, và Trung Cộng gọi là Hoàng Nham, cách Luzon, tức là cách đảo Luzon của Phi Luật Tăng 200 km, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Phi Luật Tăng. Như vậy thì tòa sẽ phán xử thế nào cũng phán xét là Trung Quốc sai, vì đó là họ không áp dụng đúng luật biển. Trung Cộng đang có một trong 21 thẩm phán của tòa án trọng tài. Hiện nay thì tại châu Á chỉ có 3 ông thẩm phán được đưa vào đó mà thôi, một Nhật Bản, một Trung Cộng và một là Bắc Triều Tiên. Nhưng mà tại sao họ không dám làm, họ không dám tham gia? Bởi vì họ có thể nhìn thấy cái thất bại của Trung Cộng. Nhưng mà trong khi đó thì giới học giả Trung Cộng dọa sẽ rút ra khỏi công ước luật biển. Thưa cái điều nếu họ muốn rút ra khỏi công ước luật biển cũng là điều mà không có gì bắt buộc họ phải ở lại cả. Nhưng mà họ rút ra khỏi thì họ sẽ ở một cái tình trạng là bị thế giới cô lập, bị thế giới coi rằng ông này không phải là một cường quốc có trách nhiệm. Vì theo luật sư Paul Richler của hãng luật Mỹ Foley Hawk đang cố vấn cho phía Phi Luật Tăng, thì ông ta nói rằng các án lệ quốc tế cho thấy 95% phán quyết của tòa quốc tế đều được thi hành,
dù cho có bên không đồng ý. Thì Việt Nam có thể kiện Trung Cộng vì hai lý do. Một, chiếm hữu bất hợp pháp Hoàng Sa. Thứ hai, áp dụng sai về quyền về đảo cưỡng chiếm. Thí dụ này, cái đảo đó, một hòn đảo nếu chỉ có quyền chủ quyền 12 hải lý mà thôi, không có quyền về vùng đặc quyền kinh tế, nhưng Trung Cộng hiện nay áp dụng theo vùng đặc quyền kinh tế, thì đó cái điều đó hoàn toàn sai. Chứ nó kiện về vấn đề đó mà không đòi hỏi chủ quyền, mà chỉ kiện là sai thôi, Trung Quốc áp dụng sai thôi. Đó là cái cách của Phi Luật Tân làm, nói rằng ông áp dụng sai chứ không có đòi lại chủ quyền. Nhưng mà nếu mà áp dụng sai thì ông bỏ thì tôi là có chủ quyền. Đó là một cái cách làm mà Phi Luật Tân đang tiến. Bây giờ như vậy thì cái việc Trung Cộng mở rộng sai cái luật biển đó làm cho ngư dân của Việt Nam làm việc đánh cá cách Hoàng Sa đến 18 hải lý vào ngày 3 tháng 1 lại bị đánh phá, bị phía Trung Cộng đập phá ngư cụ, bị cướp hết các cái hải sản. Thì như vậy, thưa quý vị, chúng ta có thể, người ta nói là mạnh dùng sức, yếu dùng trước. Đòi chủ quyền bằng pháp lý đúng ra có tính chất trường cửu hơn hết, hơn tất cả các giải pháp khác. Cảm ơn cô. Vâng, xin cảm ơn ông. Kính thưa quý vị, vừa rồi là những phân tích và nhận định của bình luận gia Đại Dương về làm sao lấy lại Hoàng Sa bằng ý chí và pháp lý. Chúng tôi xin kính mời quý vị đón xem làm sao lấy lại Hoàng Sa bằng biện pháp quân sự và kinh tế trong phần 2 của chương trình sau phần thông tin thương mại. Kính mời quý vị đón xem.